Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện thể chế, nhanh chóng xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Bộ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi thông ách tắc, giúp ổn định thị trường bất động sản trong thời gian tới. Cụ thể, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đối với dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn, đồng thời tập trung xây dựng và hoàn thiện các nghị định, thông tư về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản năm 2023, phát triển và quản lý nhà ở xã hội, xây dựng quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, cải tạo xây dựng lại chung cư. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng triển khai các nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 NQCP của Chính phủ, phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp trên địa bàn, cải tạo nhà chung cư cũ. Đôn đốc các địa phương tập trung triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Những ngày này, sau khi chung cư bị thổi giá, tăng ảo, thì thị trường bất động sản đất vùng ven dù tăng cao nhưng vẫn đang thu hút nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bất động sản, người dân nên cẩn trọng tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua. Hiện giá đất nền tại Hoài Đức, Đông Anh, Long Biên và một số khu vực quanh Hòa Lạc tăng gần 2-3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Dù lượng tìm kiếm các thông tin về đất đai đã tăng 48% so với thời kỳ sốt đất năm 2021, tuy nhiên, số lượng giao dịch thật không nhiều như môi giới tư vấn giới thiệu. Theo các chuyên gia, trước những thông tin sốt đất, người dân cần theo dõi diễn biến của thị trường, xem giá đất tăng thật hay chỉ là sốt ảo, đồng thời kiểm tra kỹ tính pháp lý của thửa đất muốn mua, tránh bị dẫn dắt, chạy theo tâm lý đám đông. Thống kê cho thấy, lượng tồn kho nhà ở riêng lẻ, đất nền trong quý 1 vừa qua là 19.323 căn một nền, trong đó nhà ở riêng lẻ có 8.468 căn. Đất nền có 10.855 nền. Con số này tương đương 143,25% so với quý 4 năm 2023. Nguyên nhân là do thị trường bất động sản vẫn tiếp tục trầm lắng, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, vướng mắc nhất là về các thủ tục pháp lý. Hiện thị trường đang có cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa phù hợp. Giá bất động sản tăng cao đang gây khó khăn cho những người mua ở thực. Số lượng giao dịch và thanh khoản đã chuyển biến nhưng còn chậm. Thời gian tới để giảm lượng tồn kho, Bộ Xây dựng cho rằng các doanh nghiệp cần điều chỉnh giá bán cho phù hợp, gắn với tái cấu trúc doanh nghiệp. Thưa quý vị, thời gian qua trên một số diễn đàn, các bài viết có nội dung về giao dịch đất tăng đột biến, nhất là những lô đất đã tách thửa, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, trên thực tế, việc mua bán đất nền không sôi động như lời đồn. Rất có thể đó là cách mà nhiều môi giới hay nhà đầu cơ sử dụng nhằm thoát được hàng trước khi có quy định siết phân lô đất nền được thực thi. Đất nền Hoài Đức, một trong những nơi được đồn thổi là đang có giao dịch hết sức sôi động và giá tăng đột biến. Nơi đây được xác định là có nhiều điều kiện về quy hoạch, hạ tầng thuận lợi và sẽ gấp đôi, gấp ba lợi nhuận nếu đầu tư. Khu này, khu đất của dân bên tập thể, của gọi là công nhân ở bên trại tạm. Ở đây thì bọn em bán luôn cả ô này luôn, thì là diện tích nó 140m. Và mặt tiền 7m thì phù hợp với ai mà xây văn phòng hay là như nào đấy thì nó rất là tiện, bởi vì rất là ít cái loại mặt tiền to như này ở khu vực này. Giá em vừa gọi với chủ bảo là 80, có thương lượng. Thế nhưng theo tìm hiểu của phóng viên nhà đất và đầu tư, không có chuyện xuất đất như những gì đồn đoán. So với mức độ quan tâm tìm kiếm đất nền quý 1 năm 2022, tức là thời điểm ghi nhận có sốt đất, lượt tìm mua đất nền quý 1 năm 2024 vẫn giảm 52%. Ngay cả khi so sánh với quý 2 năm 2023 vừa qua, tỷ lệ phục hồi của đất nền chỉ vào khoảng 1%. Như vậy, trước thông tin đất nền vùng ven đang có lượng giao dịch và giá tăng đột biến, người dân cần hết sức cảnh giác, thậm chí là cả về tính pháp lý. Chúng ta có thể thấy ở những khu vực mà nóng như vừa rồi ở Đông Anh hay ở Long Biên, Gia Lâm, có những cái hiện tượng mà họ tự san đất, họ không có trong dự án, không được phê duyệt, họ giao bán và mọc lên hàng loạt những cái văn phòng nhà đất không có đăng ký hoạt động, và thậm chí là mấy ông
người dân bản địa ở đó đứng ra làm cái văn phòng để giới thiệu, tư vấn cho khách hàng mua những cái sản phẩm bất động sản không được pháp luật cho phép đưa vào thị trường. Thêm vào đó, trước thông tin tới đây sẽ có 105 địa phương cấm phân lô bán nền đã dẫn đến việc nhiều nhà đầu cơ hay môi giới bắt tay nhau đưa ra những thông tin về việc nguồn cung sẽ khan hiếm, giá sẽ ngày càng bị đẩy lên cao. Nếu không mua thời điểm này sẽ bỏ lỡ cơ hội sinh lời. Thế nhưng, cần phải hiểu rõ bản chất của việc siết phân lô bán nền là như thế nào. Theo luật kinh doanh bất động sản năm 2023, việc siết chặt hoạt động phân lô bán nền chỉ áp dụng đối với chủ đầu tư, đất nền dự án. Việc tách thửa đất hoặc phân lô của các cá nhân sẽ không áp dụng theo quy định của luật kinh doanh bất động sản mà theo luật đất đai. Đồng nghĩa với việc đất đấu giá, đất thổ cư vẫn được tách thửa hay phân lô. Và như vậy, không có chuyện nguồn cung sẽ khan hiếm. Chúng ta mua theo cái phong trào thì rõ ràng là sẽ không thể tránh khỏi cái tâm lý của bầy cừu khi mà chúng ta cần bị lao lên. Để nói một cách cho nó rõ và hiểu hơn, không phải là chúng ta triệt để hoàn toàn cấm cái việc cấm phân lô bán nền. Không phải là như vậy. Vấn đề chỗ là đối với cái dạng phân lô bán nền ở đây là tùy theo cái địa phương và cái cấp hành chính ở đấy, là ví dụ như vùng nông thôn thì có được hay không được? Câu trả lời là câu chuyện này là được. Thế còn đối với vùng quản lý hành chính về mặt đô thị thì cái vùng đấy sẽ không được phân lô bán nền. Thời gian tới, nguồn cung đất nền trên thị trường sẽ không quá biến động bởi các địa phương đang tổ chức nhiều cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, bổ sung nguồn cung bị giảm sút do quy định mới. Điều này sẽ giúp thị trường phát triển theo hướng minh bạch, bền vững, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, sốt đất, hạn chế lãng phí nguồn lực đất đai. Trước khi quy định mới có hiệu lực, ở thời điểm này, nhà đầu tư đất nền nên cân nhắc kỹ càng, đặc biệt trong khu vực cấm phân lô, bán nền. Thưa quý vị, trên thực tế, thời gian qua đã có nhiều vụ việc đáng tiếc liên quan đến việc khách hàng mua nhầm phải các dự án ma, những khu đất không đảm bảo tính pháp lý, gây thiệt hại lớn về tài sản. Do vậy, đối với đất nền dự án, trước khi quyết định đầu tư, người mua cần phải tìm hiểu kỹ các vấn đề về pháp lý. Có thể hiểu, đất nền là những lô đất nguyên trạng chưa trải qua bất kỳ sự tác động nào như đào, lấp hoặc san đất của máy móc hay con người. Các loại đất nền phổ biến có thể kể đến như đất nền dự án là những lô đất nằm trong một dự án đang được chủ đầu tư quy hoạch. Đất nền thổ cư là loại đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, gồm đất ở nông nghiệp và đất ở thành thị. Đất nền liền kề. Đất liền kề có khái niệm gần giống như đất nền dự án. Để kiểm tra tính pháp lý của đất dự án, tổ chức cá nhân có thể yêu cầu chủ đầu tư cho biết và cung cấp các giấy tờ liên quan đến dự án như văn bản thỏa thuận địa điểm quy hoạch dự án của văn phòng kiến trúc sư trường, hồ sơ chứng tỏ hoàn tất giải tỏa và đền bù đối với khu đất dự án đó trong trường hợp dự án phải đền bù, hồ sơ chấp thuận của Ủy ban Nhân dân quận và huyện chuyển đến văn phòng kiến trúc sư trường và có văn bản của kiến trúc sư trường chấp thuận phê duyệt quy hoạch. Văn bản phải thể hiện được khu đất dự án đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất. Chủ đầu tư phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất dự án đó. Bản tin Nhà đất và Đầu tư xin được tiếp tục với những thông tin mới cập nhật. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm nay, gần 1.400 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là hơn 1.300 doanh nghiệp, bằng 122,3% so với cùng kỳ năm 2023. Có thể thấy, những tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản tiếp tục ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực. Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam công bố trước đó cho thấy, thị trường bất động sản quý đầu tiên của năm nay có dấu hiệu khởi sắc trở lại khi chủ đầu tư đã mở bán mới dự án. Số khác đang rục rịch nghiên cứu kế hoạch ra hàng trong thời gian sắp tới. Các sàn giao dịch bắt đầu tuyển nhân sự, sẵn sàng nguồn hàng phân phối. Nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm, nghiên cứu mua vào. Ngân hàng cũng triển khai kích cầu vay mua nhà. Lượng kiều hối về Việt Nam năm 2023 đạt khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với năm 2022, trong đó tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Bởi tại luật đất đai năm 2024, điểm thay đổi nhận được nhiều sự chú ý là mở rộng quyền sử dụng đất đối với Việt Kiều. Cụ thể, khoản 3 và khoản 6, điều 4 về người sử dụng đất, quy định người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất,
công nhận quyền sử dụng đất, đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận, bao gồm cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Các quy định rõ ràng và cởi mở này sẽ trao quyền tự chủ nhiều hơn cho Việt Kiều, khuyến khích họ đầu tư, sở hữu một ngôi nhà hoặc ngôi nhà thứ hai ở Việt Nam. Đồng thời, khi mở rộng đối tượng tham gia giao dịch nhà đất, luật mới cũng giúp thu hút nguồn vốn kiều hối, vốn ngày càng trở thành nguồn đầu tư quan trọng bên cạnh FDI. Dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng ở quận 3 đầu tư theo hình thức BT vừa bị thu hồi để chuyển sang đầu tư công sau 10 năm trễ hẹn. Thông tin được nêu trong báo cáo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi về dự án xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng tại số 8 đường Võ Văn Tần. Chủ đầu tư dự án này là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Cùng với việc dừng dự án theo hướng BT, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan xem xét cơ sở pháp lý, ra soát công việc nhà đầu tư đã thực hiện, xác định chi phí để đàm phán, xử lý dứt điểm theo nguyên tắc hợp lý, hài hòa. Những thông tin trên đã khép lại bản tin nhà đất và đầu tư hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.